nghe. Dạ, biết hả? Trời đó, hay quá. Coi tin mạng, coi mạng dữ dằn chưa? Biết cách gá. Mùa nhiều đồ chơi mới đẹp quá. Năm nghỉ là gì không? Dạ. Thứ tư nói là sinh hoạt đội. Chỉ sinh hoạt đội không biết đứa nào không có nào không đi. Vậy chắc chắc vậy. Vậy gì? Cái gì đấy à? Ăn mua bánh phải không? Nay mua bánh. Bữa trước có ghé vô bà Mười mà mua toàn đồ chơi không à, về đâu có bánh nào. Đồ chơi không à, thấy đồ chơi mới nè, đồ chơi không à. Quên bánh luôn. Cái dưới nó ngon lắm nè. Cái kem á hả? Nó giòn luôn á. Cái gì mùi giật tới cái bàn tay nữa, bữa ăn ớt xong nay bàn tay nè, màu gì? Đúng rồi, màu xanh hay màu đỏ? Cái bàn tay được không? Không để bà Mười gỡ cho con, không biết gỡ rồi, gỡ nó sức ra hết. Màu gì con? Màu nào chỉ bà Mười. Màu xanh đó hả? Có con gì tên đó mũi? Con gì nè? Con nhện hả? Con nhện, con quay nè, quay ra vậy nè. Quay ra vậy thành vậy á. Nó quay được hả? Bóp bóp là giống như bóp ít rồi hả vậy mũi? Cái đó là con quay. Con quay à, bấm nó quay nè. Không biết. Chưa. Màu hồng phải không? Lấy con màu hồng. Màu hồng, màu đen. Rắn, màu xanh. Rồi cắt ra. Hay quá, bà Mười có nhiều cái lạ hay quá. Rồi gì nữa không? Bánh gì không? Cái đấy là cái gì vậy bà Mười? À, cái này móc khóa chứ không phải đồ chơi, móc khóa. Cái gì con mua cái gì nữa? Có bánh gì không? À, mua rau câu hả? Chiều đem theo ăn ha. Mua bánh chiều đem theo ăn luôn. Dạ, thì nghe nói thích. Thứ tư là sinh hoạt đội rồi không biết hả? Rồi. Được chưa? Được rồi. Cái này gì vậy mùi? Cái này hả? Không biết luôn hả? Dạ. Còn cái tên này cô không biết luôn hả? Dạ. Để bữa nào mua đi ha. Rồi bữa nay mình mua chiếc loại phẩm nhiều quá ta. Thích không? Thích. Có mua gì cho anh Hai chơi không? Mua cho anh Hai bàn tay á hả? Dạ. Vậy ha. Mẹ ơi, xe này búp bê đẹp quá. Mới về tới chưa xuống xe nữa. Có thôi vô nhà. Ủa nãy con mua cái mới nữa hả? Khoan từ từ. Xách bình nước vô đi, mẹ xách cặp vô cho nè. Dạ. Trời ơi, mới mua. Nay mới có đồ mới nữa. Mới lật đật mà chạy trước rồi chưa. Chờ mẹ đi với. Nhanh lại nó lấy đồ vô rồi. Nhanh. Mùi ơi, trước khi khoe đồ làm thủ tục trước đi. Quy củ đi. Hứa mẹ con mới đi học về. Còn bà ngoại. Bà ngoại hay là ông ngoại thế? Bà ngoại ta. Cái gì? Môi Kê nghe tiếng ngoại ở đâu? Nghe tiếng ngoại mà không thấy người ngoại đâu hết trơn á. Đây nè mũi. Đây. Ngoại đang dọn phòng hay gì á. Đây tóm mày. Đây nè.
Hôm nay trời ơi kìa hoài. Hải con mới đi học về. Dạ. Làm muối hết hồn à, ngoại làm muối hết rồi. Muối ra đây nữa lên. Trời ơi, còn ba lục đồng muối hết rồi nè muối. Nhanh lên. Con quá kia. Tôi nè. Con ăn nốt xà lên nha. À, muối có con gì hay lắm kìa cậu ba. Nhện. Ủa nó đâu có quay. Bà mười nó quay được mà. Không, hình như là quay này thì sao vậy? À cái quay quay vậy hả? Hả? Đâu để xuống đây kêu cậu ba quay giùm coi bà mười nói này nó quay. Nó quay là quay làm sao? Ủa gì? Sao? À gì nè. Nè. Nè có bóp ít nữa nè. Thấy không? Rồi, có đồ chơi trên hai, anh hai là cái bàn tay vàng trong làng phá hoại đâu rồi? Có mua trên hai cái bàn tay là vàng trong làng phá hoại sao mùi? Bàn tay trắng trong làng phá hoại. Sao mùi muốn màu này tối thui vậy mùi, muốn mua màu đỏ hả mùi? Đi đâu? Bàn tay này. À, nhà anh đứng được nè mùi. Hay chưa, nó có chân là nó bò được nè. Ghê chưa, ghê chưa? Chân... cái này là chú ít xanh. Chú ít xanh, mùi lại có chú ít xanh nữa nè. Còn cái này à, ở trên đá nè. Ừ. Thôi trên đá để mai mốt rồi làm cực con. Kỳ giờ được. Cực kỳ thuyết phục. Móc khóa, phải không? Đúng rồi, cái móc khóa mà hình con ếch xanh thôi. À, anh hai nữa nè. Cho anh hai đi. Qua có cái gì đây? Rồi còn gì cho anh hai nữa không? Không. Ủa cái bàn tay vàng đâu rồi? Không lấy chơi mũi. Khóa rồi còn bà móc gì không? Khó lắm. Bàn tay đâu? Bàn tay nãy mới thấy mà. Ừ. Bàn tay gì kìa? Đâu? Ở xong để cho anh hai chơi nè bàn tay vàng. Không, chơi y như ớt hôm bữa giờ thấy cái nó dính cái kéo lại vậy đó, thấy nó xa đó. Thì nó đứt tích vậy nó mới dính đó. Thấy đây giống ớt á. Thì có đó. Thấy thuốc đó, thấy không? Rồi ai 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 lấy đồ được, cậu ba thấy lên cái này đi. Trong tóc của mẹ lên này, mẹ. Nè, đây nè, Khải lấy bịch bánh đi. Đó. Cho anh hai, cho anh hai nữa, anh hai thử. Anh hai thử Khải đi con. Đó, đó. Biết cái bộ, thấy không? Lấy cái hộp ra thải. Anh hai thải rồi dính rồi, đó. Tới anh hai, tới rồi anh hai. Cậu ba này. Quá trời vui. Quá trời đồ chơi, anh hai chơi đi, anh hai thải đi. Thải hộp bánh đi con. Ừ, đó, dính rồi, anh hai dính được bánh rồi, thấy không? Nhìn anh hai thả dính được bánh rồi mọi, hay không, hay không? Hay quá dị. Hay quá dị. Mũi, mũi báo cáo điểm thi đi, để em thi ra mẹ coi coi. Dạ đây nè. Con thử uống. Nó điểm tiếng Anh chưa? Rồi, đủ hết, nay cô Hiền đọc cơ. Hôm nay 5 môn luôn. Cô đọc hết 5 môn luôn, chứ không có phát bài. Đúng. Nhanh lên, con có ghi không? Trời ơi, mũi bài ra quá trời. Đọc, đọc to lên ngoại nghe. Đọc lớn, đọc to lên ngoại nghe nè. Tự đọc. Tế tế mai đẹp. Nó nhỏ thôi. Mười điểm. Anh 9 điểm tin học 10 điểm tâm ngoại mời. Giỏi dữ ta, hay dữ ta. Wow. À, ai dán cái đó vô đó vậy? Con. Sao kỳ vậy, dở rồi để dán không? Thì dở rồi để. Vậy nháp phải không? Quá này. Đẹp, có đẹp lắm, cần mi. Mỗi không được 5 điểm 10. Đúng rồi, buồn quá. Buồn quá à. Mẹ nói nếu làm 10 điểm được mua chiếc xe đạp, bánh xe, cầu vòng. Ờ. Trời ơi. Ngâu hà lấy. Còn mẹ nói nó làm 1 điểm 9. Đúng rồi, 1 điểm 9 mà 4 điểm 10 á là để cũng được. Ủa? Cũng được mua xe đạp. Mua xe đạp nhưng mà bánh không. Xe không có cầu vòng không? Đúng rồi, bánh xe không có cầu vòng. Nhớ nha. Rồi bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn. Mua đi, mua đi, mua. À, kêu cậu đi. Ba chở đi mua đi. Cậu ba chở con đi mua xe đạp. Mai mốt nghỉ học rồi đi mua. Yeah. Tuần này nghe nói mấy ngày cuối tuần nghỉ mà. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Hôm nay có học hình mấy. Ui lộn ba.